phòng. Vâng, xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Đây là số đặc biệt dành cho những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam, được phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời các bạn, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Đúng rồi. Đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thường Việt là được. Thường Việt. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá. Con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Em có ngại về cái vấn đề làm dâu? Dạ, làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. Mời nhà trai. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Xin phép chào bạn nữ bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Trương Văn Pháp, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại đội. Hiện đang công tác tại đại đội 2 tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy sự tỉnh Long An. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con nay 29 tuổi. Ủa vậy bây giờ đang cư ngụ ở đâu nè? Dạ hiện nay con đang ở Long An. Ở Long An luôn ha, dạ. Làm việc công tác. Là khu huyện nào không? Dạ con ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thạnh Hóa, Long An. Bên nhà gái mình giới thiệu coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Mỹ Hạnh. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Bè, thành phố em làm gì nè? Dạ, em làm kỹ sư cho một công ty nông nghiệp. Mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu đi Pháp. Dạ, con thì điểm mạnh thì con chơi được thể thao một số môn. Như, môn gì? Đá bóng, bóng chuyền, bơi lội. Cái ưu điểm tí nữa là con không có giận dai, không có thù lâu. Nhưng mà cái khuyết điểm của con là con hơi khô khan tí thôi. Chú thấy con không khô gì đâu, cười cũng tươi lắm á. Nhưng mà hơi già hơn trước tuổi thôi. Nhìn đâu ai biết 29 tuổi. Bạn bè con cũng hay nói con già trước tuổi. Cũng có nói gì luôn hả? Dạ, có chứ. Mà Pháp yên tâm đi, bên đây ta kỹ sư nông nghiệp, ta tưới tiêu cho, tưới bón rồi về tư. Dạ. Lại con tật xấu gì không Pháp? Con thì tật xấu con cũng hay nóng tính. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè con? Tính cách của con thì con tự thấy mình là một người độc lập, mạnh mẽ. Và mọi người thì cũng thường hay nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Có nhược điểm gì không? Dạ nhược điểm là nhiều khi cười quá thì nó hơi lố. Nên trước khi lên đây bạn con cũng có dặn là hơi tiết chế lại chứ để mọi người đánh giá. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Con thì được một mối tình. Chia tay cách đây thì cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm, lý do? Trong thời gian quen thì cũng bình thường, nhưng mà tới một ngày thì con chiêm nghiệm lại cuộc sống của con thì con thấy con với anh đó không cùng lý tưởng. Nên là con quyết định chia tay. Cái lý tưởng sống của con là gì? Dạ, lúc mà con quen anh đó thì con xác định là tương lai của con sẽ về quê. Nhưng mà sau một thời gian thì con xác định là con đi học, phát triển sự nghiệp. Nên là con không cùng chí hướng với anh đó nữa. Ông mối ông kỹ sư ông nông nghiệp hả? Dạ. Trời ơi, nhìn tưởng đâu. Dạ, cái này con... phơi nắng nó cháy chú ơi. Cháy rồi hả? Đi nông nghiệp mà nó cháy rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người trưởng thành. Trưởng thành, ai lớn lên cũng trưởng thành. 29 là trưởng thành rồi. Dạ, nhưng có một người tuổi lớn nhưng mà cái tính cách người ta không có được chín chắn. Ai vậy? Ai mà tuổi lớn có mà những... Có nói... những người. Đừng nói nha, đừng nói chú nha. Có ngoại hình sao? Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m65. Dạ. Bạn đó cao nãy thấy rồi, cao lắm. Được rồi. Không, sao nữa? Không hối. Đảm bảo không hối, nãy là thấy không hối rồi. Bụng có bự không con? Bụng để coi nha, để coi có bự không. Trời ơi, người ta trong môi trường hoạt động mà. Chào cô. Trời, ngon lành, bụng con bự, người rắn chắc, da ngăm đen, ok? Dạ. Còn con muốn cái mẫu người bạn gái mình sao? Chủ yếu con mong muốn ở bạn gái con thì nếu mà được thì con mong muốn là thấu hiểu nhau một tí, thông cảm về cái công việc của con. Và một cái nữa là nếu mà tiến tới xa hơn đó, nếu về quan hệ gia đình bên chồng thì hơi hài hòa một tí là được. Hài hòa, kính trên nhường dưới đúng không? Dạ, dạ. Con làm được không con? Dạ được. Đã được đúng không? Dạ. Rồi có thích kỹ sư nông nghiệp không? Dạ cũng thích kỹ sư đó cô. Mấy người mà yêu thiên nhiên á, hòa mình với thiên nhiên. Dạ. Là thường là những người dễ gần lắm á. Pháp có mấy mối tình rồi? Dạ con tới thời điểm bây giờ là có 4 mối tình rồi. Trời đất ơi, mối dài nhất là nhiêu? Mối tình dài nhất của con là được gần 3 năm.
3 năm, ngắn nhất. Ngắn nhất là khoảng 5 tháng rồi. Ừ. Rồi lý do sao chia tay? Một là về cái tính cách không hợp, hai là cũng về cái công việc của con, rồi ba là về cái địa lý, như cái mối tình cuối cùng của con yêu là... xa. Dạ, yêu xa quá rồi bạn đó không có chấp nhận được. Rồi cưng cái ngoại hình của bạn gái cưng muốn sao nè, tóc tai sao? Dạ, đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thường Việt là được. Thường Việt. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá, con không... Bên kia không hề nhuộm, bên kia tóc bà đen được. Ừ, ông bà mình nói ngộ lắm con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Nhưng mà vấn đề cái tóc á, thì mình nhuộm lại mấy hồi. Dạ, dạ. Bây giờ là mình hỏi ý kiến người thân đi, ừ. Rồi mình cho gặp nhau đi. Bây giờ mình đi với thủ trưởng của mình đúng không? Dạ, cáo với cô Hồng Vân với lại chú... là hôm nay con đi với lại thủ trưởng con là Trung tá Đậu Bá Hà, chính quỹ của trung đoàn. Yeah. Đồng chí thiếu tá Lê Ngọc Bích, phó tiểu đoàn trưởng. Và các đồng chí trong đơn vị của con. Rồi, rồi xin mời đại diện chỉ huy ạ. Trước hết thay mặt chỉ huy đơn vị xin gửi tới MC Quyền Linh, MC Hồng Dân và biên tập chương trình Bản Môn Hò. Yeah. Nói về đồng chí Pháp, thì đồng chí Pháp là một người đầy trách nhiệm. Trong công việc thì luôn luôn là tin tưởng, được cấp trên tin tưởng và giao phó. Giao việc gì là đồng chí Pháp là trọn vẹn trong mọi công việc. Riêng về phía bạn gái, phía đơn vị là ok rồi. Phần sau thì dành riêng cho hai bạn là tìm hiểu và tiến xa hơn. Và đơn vị cũng muốn là sau này là có một cái tấm thiệp hồng ghi tên của hai bạn trong cái chương trình mà qua cái nhịp cầu của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Và được gửi đến thủ trưởng. Xin hết. Mà thủ trưởng có muốn bạn này nhuộm lại tóc đen không thủ trưởng? Tóc thì nó cũng không quan trọng để đánh giá một con người. Yeah. Mà bên cạnh đó là phải đánh giá về vấn đề phẩm chất, đạo đức và tính cách của một con người thì mình sẽ tìm hiểu hơn. Yeah. Xin hết. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Trời, cảm ơn thủ trưởng. Công nhận là thủ trưởng là rất là tâm lý luôn. Trời ơi. Tâm lý và thương, gọi là thương đồng đội. Rồi hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp của con. Ừ. Rồi xin mời bạn đồng nghiệp. À, con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, chào Pháp và chào toàn thể hội trường. Con là Nguyễn Thị Anh, con là bạn của Hạnh. Với nhận xét về Hạnh thì Hạnh là một người rất là thân thiện, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng. Nhận xét về bạn trai thì bạn trai cũng khá là hợp với Hạnh. Nên là cũng rất mong là hai bạn có thể cho nhau cái thời gian để tìm hiểu nhau. Cảm ơn cưng. Bạn trai hôm nay quá là đàn ông đó. Đàn ông dũng mãnh luôn á. Bây giờ mở rào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Pháp. Ôi, này tự tay làm chắc luôn nè. Chào anh. Chào em. Cái này có anh có phần quà. Đây là do chính tay anh với các đồng chí ở đơn vị cùng nhau làm. Dạ. Gửi em. Dạ, em cảm ơn ý nghĩa đi. Phát nói ý nghĩa cho bạn nghe. Cái cây này nhìn nó đơn giản, nó gai góc rồi. Nhưng mà anh muốn tượng trưng là ví dụ sau này mình có tiến xa hơn nữa thì anh cũng như cây này nè, che chở được cho em với lại cả gia đình của mình. Rồi nhận đi con, rồi mình tặng lại liền. Nhân tiện diện này thì em cũng có món quà tặng anh. Đây là cái sản phẩm lan mà bên công ty tụi em nuôi cái mô ra. Cái món quà này là do em tự tay trang trí. Thì đây là lan vũ nữ anh tặng, em tặng anh với ý nghĩa là sẽ mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho anh ạ. Rồi, rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dặn anh đi, anh để ở cửa phòng anh á, sáng là anh phải chăm sóc nó này kia. Anh về ráng tưới cho nó ra bông nha anh. Rồi. Chúng ta trò chuyện với nhau để tìm hiểu lẫn nhau đi các bạn. Anh có một cái ý kiến nhỏ vậy thôi, là tại vì anh là con trai một, vậy sau này nó có một cái là phải anh muốn là vợ của anh nó là phải làm dâu ở trong chung ba mẹ của anh. Em có ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Ba mẹ của anh thì không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà chủ yếu là do anh thôi. Anh hay đặt nặng cái vấn đề làm dâu thôi chứ không gì hết. Chỉ cần chấp nhận làm dâu là được, con không có yêu cầu gì nhiều hết. Pháp mà thử hẹn hò như thế nào, cái thời gian mình rảnh ở đâu đó. Nhưng mà công việc của anh hiện tại thì thời gian nó cũng hơi khó khăn. Một tháng chắc mình, nếu mà em có thể cho anh cơ hội thì có mình gặp nhau được khoảng 2-3 lần. Anh sẽ thường nghỉ vào cuối tuần ha? Đúng rồi, anh thường nghỉ vào cuối tuần. Em có thường về nhà không? Cuối tuần em có thường... Dạ không, hiện tại thì ngoài việc đi làm thì em còn đi học. Thì em học sẽ vào cuối tuần. Thì một tuần thì em có thể là rảnh ngày chủ nhật. Có gì thời gian đó thì em có thể tạo điều kiện cho anh gặp, chúng mình gặp nhau rồi tâm sự nhiều hơn. Dạ. Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là 29 con mới lấy chồng ha?
Dạ, tại còn con còn đi học khoảng 2 năm nữa con mới xong rồi. À vậy thì con phải nói cho anh hiểu, chứ anh cũng nôn dữ lắm rồi, anh 29 rồi. Anh thì cũng không nôn lắm, nhưng mà ba mẹ nhà đang hối nhiều quá. Dạ. Đó thì 2 năm thì phát thấy sao, tại bạn đi 2 học. 2 năm thì anh vẫn chờ được. Ừ, bạn đi học chứ không phải là bạn chưa muốn lấy chồng. Dạ dạ. Thôi bây giờ là Pháp, em tiến tới ha, em nắm tay bạn gái đi. À, coi truyền cảm xúc cho nhau, rồi em hát tặng bạn gái bài gì đó. Hôm nay đến với chương trình anh không có gì hơn tặng cho em một bài hát. Anh hát thì không được hay lắm, cũng mong em cố gắng chấp nhận. Bài hát mang tên Chân Tình. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dạ, hôm nay tới đây thì mặc dù là em tặng anh chậu Lan Vũ Nữ, nhưng mà không có bài hát về Lan Vũ Nữ, nên là em sẽ hát tặng anh bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với qua biên giới anh sẽ tàn người thân, ánh mắt nụ cười quên than ngày xa xôi. Chúc anh người linh trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân đi trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Cảm ơn vậy. Em có hay tính hay ghen không? Dạ em thì em không có ghen, chủ yếu là do anh tự giác thôi. Nhưng mà con nói cho anh nghe đi, sao con lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ con thích tác phong của quân đội ạ. Mấy anh thì rất là nghiêm chỉnh, nề nếp. Tính của con thì cũng hay bộc phát á, nên con muốn có người kìm cái tính của con lại. Anh có kìm được không anh? Rồi cái tính này anh sẽ rèn em được. Bây giờ là Pháp nắm hai tay bạn gái lại, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Mình suy nghĩ gì về người đối diện, mình mong muốn gì, nói từ trái tim của mình đi Pháp. Vì cái lần này là lần đầu gặp gỡ, anh rất có cảm tình với em. Anh hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu và tiến xa hơn. Bài hát lúc nãy là anh chỉ dự định là hát trong cái ngày đám cưới thôi, đám cưới của anh thôi. Anh hy vọng người đó là em. Dạ, anh cảm ơn anh. Chúng ta dành ra 30 giây để lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự đây là nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng đừng ngại ngùng bấm nút, còn không chúng ta đừng bấm nút để dành cái nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2 đó, người ta 1, 2 là bấm rồi, không chờ tới 3 luôn đó. Thiệt là dễ rồi. Sợ chúc mừng nha. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau nắm tay đó, chính xác như vậy. Pháp xem như là gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình, mình chào gia đình cái xong mình xin phép gia đình là cho tụi con hẹn hò với nhau. Con chào hai bác, con hôm nay xin phép hai bác được cho con được tìm hiểu với Hạnh. Con xin hứa nếu mà con với Hạnh tiến xa hơn nữa thì con sẽ chăm sóc Hạnh đến hơi thở cuối cùng. Trời ơi, cưng ghê không? Có nói gì với ba má ruột mình không? Dạ, nếu mà ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ cũng an tâm rồi, con chọn được con dâu tốt cho ba mẹ. Rồi xin phép em cho anh. À, cho anh xin phép. Được không? Được, cái nữa đi, cái bên kia cho nó đều. Còn trở bên nữa không? Trời ơi, có phải cặp vậy đó. Cô Vân chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cũng đúng rồi. À, chào nhau rồi chào thủ trưởng đó. Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng gặp cặp đôi thứ nhì. Cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69.5. Không hỏi. Không hỏi. Vô số kể, yên tâm. Bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai. Tóc ngang vai. Ngang vai mà. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Mời nhà trai. À, chào anh trai.
Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi. Xin chào bạn gái bên kia hàng mùng tơi và xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Cao Bum. Năm nay 29 tuổi, cấp bậc thượng úy. Hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. Mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang làm kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 27. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây Biên Hòa thì cũng gần. Cũng gần đúng không? Đúng ở rồi, đi cũng thuận lợi lắm. Nhà trai cho nhà gái biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Được, tức là không ngủ ngáy. Không ngủ ngáy hả? Cũng, sao em biết? Người khác em ngủ trưa. Và em chưa chắc là lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á. Rồi, sao nữa à, điểm mạnh? À, đó là điểm mạnh đó hả? Vâng, Vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á. Em thì không thù dai. Không thù dai. Vâng, chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết. Chỉ có thù giặc thôi. Vâng. Thì thoảng cũng để bụng tí. Và để bụng tí. Có quyển sổ để ghi lại. À, trời ơi. Không có thù dai mà để ghi sổ thôi á. Vâng, thì mình đỡ phải nhớ. Còn gì nữa? À, điểm yếu thì em hơi trầm tính. Có người nhận xét là cũng hơi kỹ tính một chút. Mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Dạ, điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là trước đám đông lại hơi căng thẳng á. Bị căng thẳng đúng không? Bị gương đúng không? Dạ. Với lại nó nhỏ quá, tôi qua tôi nghe chứ coi. Bên đàn trai không nghe được gì chứ á. Sao kỳ vậy? Rồi, trời em gái. Dạ. Thoải mái lên nào. Với lại là hay suy nghĩ á. Hay suy nghĩ ha, suy nghĩ về gì? Suy nghĩ hay là suy diễn? Có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó hơi quá. Cái vấn đề nó không có như vậy trầm mà trọng mình, như vậy. Dạ, nhưng mà mình lại cứ đúng rồi, tưởng mình nghĩ ra cho nó quá lên như vậy là nó sẽ lập rơi vào suy diễn đó. Mấy cái chính chính là như vậy ạ. Còn mấy cái nhỏ nhỏ thì cái phụ từ điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó. Rồi mình có năng khiếu gì không? Dạ cũng biết nấu ăn, với lại là cũng thích làm bánh. Làm bánh, bánh gì? Dạ giả sử như là dạ đây bánh bông lan. Mình nhìn là mình nghi rồi, mình nghi là bạn này làm rồi đó. Còn dạ đó. Bánh bông lan rồi hoặc là bánh trung thu hoặc các loại bánh. Mai mốt làm bánh bán, mở tiệm bánh cũng được. Dạ. Bây giờ mình có thích văn nghệ không? Sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Dạ em xin hết ạ. Sao bạn Nam tưởng tượng cái giọng anh như thế nào? Là giọng rất là trong trẻo và hay ạ. Chào chị cưng ạ. Em nói cho bà mới biết là em có mấy mối tình. Em thì mới trải qua một mối tình kéo dài gần 3 năm. Chia tay vì hồi em học ở xa, thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó vơi theo cánh thư ấy. Nên là sao mặt cách lòng đúng không? Vâng, sao mặt cách lòng đấy. Bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức là có 2 mối tình ạ. Chính thức thôi hả? Dạ. Còn không chính thức là mấy? Dạ không, nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ. Mối tình dài là được mấy năm? Dạ được gần 1 năm. Cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh. Mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều. Rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau. Rồi. Nên là nó có ghen đến không đâu. Nè? Giờ cô hỏi có ghen không? Dạ thực chất là ai cũng ghen hết á. Nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi. Vừa phải thôi phải không? Dạ. Em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không? Bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á. Dạ thực chất là ba em cũng là bộ đội. À. Dạ bây giờ ba về hưu rồi. Rồi ba có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con? Từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? Nhìn nơi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa. Ừ nhưng mà tại sao con lại vẫn quyết định lấy chồng bộ đội? Dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn. Những lúc mà xa thì không nói nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình. Những cái lúc mà mình thiếu hụt tình cảm. Vậy con quyết lấy chồng bộ đội ha.
Dạ. Ủa? Đó. Rồi con diễn tả cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69,5. 69,5 rồi. Dạ được luôn. Quá được, được luôn, dạ, quá được luôn. Dạ. Không hỏi. Không hỏi. Yên tâm, yên tâm. Vô số kể, yên tâm. Tự này nó nhạy cảm quá. Cái gì nhạy cảm? Ông không được bị hói đâu mà ông nhạy cảm. Có những người hơi hói hói đó. Nói chung mấy người hói có tài lắm ạ. À. Anh hơn em. Rồi sao nữa nè? Không hô. Không hô. Dạ. Da ngâm. Da ngâm luôn, quá ngâm luôn. Ừ. Rồi bây giờ đó bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai. Tóc ngang vai. Ngang vai mà. Ừ. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Bởi vì chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi eo hẹp một chút. Thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay. Nói chung vợ đang đẻ báo động cũng phải chạy đúng không? Trường hợp đấy thì lại được đặt cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là đơn vị tạo điều kiện được. Nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm. Lo gì, bố của người ta là bộ đội mà. Thì đó. Nhìn mẹ là biết rồi, suốt thời gian đó là biết rồi. Mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó. Thì đó, nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao? Thần tượng bố, cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội là cô này cô đã nắm hết rồi. Vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha, là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi. Thông cảm cho bộ đội là chắc chắn là thông cảm rồi. Em không thích điều gì ở bạn gái? Thiếu tâm lý một tí, thông tinh tế và đặc biệt là không thủy chung. Có thủy chung không nè? Dạ thủy chung chứ. Thủy chung son sắt đúng không? Dạ. Rồi có thực tế không? Tế ạ. Người sống có thực tế, đừng có sống ảo á. À dạ thực tế. Ừ ha, không dạ. Ảo không ảo giác gì dạ, ha đúng dạ, không? Dạ. Lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi ạ. Bạn gái không thích điều gì ở bạn trai? Keyboard. Mình có keyboard không nè? Chắc xíu xíu. Xíu hả? Tiết kiệm hay là tiết kiệm, mình gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó. Tiết kiệm chứ không phải là keyboard đúng không? À gia trưởng. Có gia trưởng không? Em không. Ừ, không, không gia trưởng. Nhìn mặt này không thể là chữ. Từng có em gái mưa, em gái nắng gì nhiều. Có mưa nắng gì không với em gái nào không? Dạ không. Mình là mấy mối tình? Em một. Một, bên đây ta hai mối tình, vậy mình mưa nắng hơn người ta nữa. Rồi, con gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em, gia đình của em, chú và em gái với bạn ạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình bằng thằng gái. Gia đình mới đi hùng hậu quá ha. Dạ, ba mẹ nói là phải đi cổ vũ cho con gái mau lấy chồng. Yên Chi Quyền Linh và Yên Chi Hồng Vân. Xin chào mọi người trong khán trường. Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Bởi vì bản thân tôi thì cũng tham gia quân đội là cũng 33 năm. Cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội là tôi rất cảm tình. Tức là nói bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh đấy. Đấy, đồng minh rồi. Đấy. Thì đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu, rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với chương trình. Xin hết. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Anh trai đi với ai? Em đi với lại các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Xin chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chủ huy đơn vị chỗ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết được hai bạn có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin phép chú cho đồng chí Bun. Đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa, nếu mà tốt hơn là tiến tới một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn. Xin hết và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Ôi, nguyên cái máy bay luôn kìa. Thôi bây giờ cứ nhận cái này mà trước. Anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình được tham gia vào mối hẹn hò dạ. Hơn 2 tuần. Đơn vị anh hơn 100 con người chuẩn bị món quà này, gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em. Dạ, đây, em cảm ơn. Anh để đây cho em. Còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh. Nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá. Hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em có. Thì trong đây em có ghi một ít là nhắn nhủ. Thì có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em. Rồi, xin phép đọc luôn.
nắng kia là của mặt trời, còn anh là của ai rồi hay chưa, mây kia là của hạt mưa, anh xem đã thích em chưa hay rồi. Dạ. Thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi. Còn à, câu thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em. Rồi thôi hai đứa về đây ngồi tâm sự nè, nói chuyện với nhau nào. Hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính á, thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào á. Anh không khó tính, anh chỉ kỹ tính thôi. Công việc của anh là làm bên kỹ thuật. Dạ. Thì nó cũng giống như cái toán của em, là cũng phải tỉ mỉ chi tiết. Có một chút thì nó ảnh hưởng công việc, nó hơi kỹ tính. Cũng hay để ý những cái chi tiết hơi nhỏ một xíu. Nhỏ là nhỏ như thế nào anh? Cái chuyện mà em hay suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện anh sẽ chấp nhận được. Hồi nãy anh có nói hơi xíu xíu keyboard thì giả sử như đi chơi hay gì đi, thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không? Đi chơi thì anh nghĩ là nên bên con trai trả tiền sẽ tốt hơn. Đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi, cái việc không nên so đo tính toán những cái chuyện đấy. Quan điểm của em về tình yêu, về cuộc sống sau này như thế nào? Nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp. Không ai là hoàn hảo cả thì cũng sẽ có những lúc mà xảy ra cãi vã. Mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng. Anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm. Dạ. Tốt nhất là mình nên bày tỏ, như vậy thì tốt hơn. Vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân? Em cũng không quan trọng thời gian. Nghĩa là hai bên tìm hiểu, đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thực sự cần nhau thì mình tới thôi. Vấn đề của hai bạn bây giờ là cái địa lý nè. Thì như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình, xin phép cô chú là cho tìm hiểu. Nếu nhiều thì tuần được một lần, còn nếu ít thì tháng được khoảng 2 lần. Dạ. Rồi, bây giờ mình tiến tới cô gái, nắm tay cô gái để trao những cảm xúc nhìn thẳng vào mặt nhau. Thì em thì em biết âm nhạc, không biết em lắm. Rồi thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó, có bây giờ tới hát rồi đó. Có cà chua thì cất đi. Tiến tới mà, đi. Mình hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ. Nào, nắm tay nào. Cuộc nắm đời tay người nào. Chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Nhưng anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim, một trái tim. Xúc động quá. Thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy. Dạ. Anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha, bấm theo sự mách bảo của con tim. 3 2 1 Hết thời gian. Đồng điệu luôn á. Hai cái cặp luôn. Ghê thiệt. Nắm tay nào, nắm tay nào. Đó. Hôm nay đến với chương trình được gặp bạn Dung là một điều rất là may mắn và cũng là xúc động trong lòng của cháu. Thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được làm quen tìm hiểu nhau. Cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Cháu xin chào chú, các anh, các mẹ em luôn. Thôi vui quá. Đây, hôm nay món quà của nhau. Hôm nay đơn vị mình thắng lợi quá cơ. Phát nào trúng phát đấy. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thật ngọt ngào, thật yêu thương nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa thấy format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và những số này là những số đặc biệt dành cho quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.
Em nói em quê ở đâu anh nghe không? Dạ em quê gốc ở Long An. À. Bình Lức á. Bình Lức. Không, gốc ở Long An, trên Tân An ạ. À. Thành phố Tân An, Long An. À. Từ Tân An qua Bến Lức là cũng không có gần đâu nghe. Không, sát bên luôn. Nhưng mà cái tức là cái Long An nó rộng lắm, một cái điểm không, này Tân qua An, điểm Bến Lức kia. Là sát bên à. Sát bên. Dạ cũng không gần lắm. Em ở huyện nào? Em thuộc huyện Thủ Thừa ạ. Thủ Thừa. Dạ. Thủ Thừa qua Bến Lức trồng cây à. Ngày nào đi làm cũng đi đi về về hả cưng? Dạ. Ngày trước thì em ở Hồ Chí Minh. Em mới về đây một thời gian ngắn thôi. Tức là trước đây em ở Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi em mới dời về Long An. Dạ. À rồi. Rồi, bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ anh xin mình gái nghe đi vô. Dạ anh xin được nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của em á. Đầu tiên là ưu điểm là em hiền lành lương thiện, siêng năng giỏi giang, không ăn chơi, ngoan ngoãn, lễ phép, không tham lam. Còn cái khuyết điểm của em là ở nhà hay nói em là ở sạch quá, kỹ tính quá. Đó. Sạch lắm luôn hả? Kiểu như là em đụng đồ vật gì hơi bẩn tí là chạy đi rửa tay liền. Đúng sạch rồi, ở sạch đi. Tốt thôi. Dạ. Nhưng mà em thì à. Ở sạch ở kỹ ở sạch ngày sạch sẽ. Lần. Dạ. Ngày tắm mấy lần? Cũng tầm 2-3 lần với chị Lan. Đây giữ dần rồi đó. Chà, ngày tắm 3 lần sạch giữ dần rồi đó. Đúng không? Dạ, giường cam em cũng kỹ, giường cam em cũng kỹ như trong nhà là nói chung là tính em sạch sẽ là kỹ quá rồi cái người kế bên mình đó người ta không kỹ có làm khó chịu không? Dạ không sao, đó là mình kỹ là quyền tự nhiên của bản thân mình, còn người khác kỹ hay không kỹ đó là của người khác, mình đâu có quyền để quyết định. Đúng rồi. Dạ. Nhiều khi mấy người kỹ quá sống với người khác khó lắm. Dạ. Dạ, giờ ở dòng này sướng lắm mà nha. Về coi như em lo hết á, em dọn sạch sẽ ra đúng không Nhung? Dạ. Nói chứ là nhà em thì em không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nói chung là em cũng không tước đưa tường đó. Không có gì luôn. Dạ. Trời xấu quá. Gì vậy trời? Có tật xấu gì không? Tật xấu thì em cái trong việc là em hơi cầu toàn quá, cho nên là nó em làm hơi chậm, công việc cũng làm hơi chậm. Dạ. Nói chung cái đó là mình khắc phục cũng được. Dạ. Có những công việc phải chậm em ơi. Dạ. À. Rồi nhà trai tôi cũng hơi ngon á nha nhà gái. Nhà trai là gần như hoàn hảo rồi. Ừ, lương thiện đó. Rồi nhà gái thì sao nè? Em hả chị, về giống cái gì? Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái như thế nào? Dạ em thì ngay ngắn đàng hoàng, ít nói, kỹ tính, khó tính. Trời ơi, bên kia cũng kỹ tính nữa. Còn khuyết điểm của em cũng là khó tính, với lại rất là khó tính, nói chung là rất là khó tính. Rồi xong. Trời, xin một cặp nha. Cái gì? Nói bên đây là kỹ tính, khó tính, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Dạ. Hai cái này ở nhà sạch sẽ lắm luôn. Nhà sạch dữ lắm à. Được luôn á. Hợp lý. Rất hợp lý luôn nha. Ừ. Nhà trai, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, cũng giống như bạn hồi nãy là em cũng trải qua 4 mối tình. 4 mối luôn? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất thì cũng khoảng mới đây là từ lúc em mà Covid em về là ở tới giờ là em không còn quen bạn gái nữa. Từ lúc Covid giờ là không có quen ai luôn. Thì đúng rồi. Lúc trước là 4 mối. Dạ, tại vì lúc trước thì đi làm có điều kiện gặp bạn gái, còn ở về giường làm đâu có gặp bạn gái, ở giường đâu có con gái đâu. Trời ơi, đi về quê là gặp mấy cô thôn nữ. Không, cô nữ thì đi làm Sài Gòn, Bình Dương hết trơn là không ai ở không quê. Không có thôn nữ luôn hả? Ở dưới nông thôn giờ toàn có. Cái thôn giờ toàn nam không hả? Đi lên Sài Gòn làm chơi mà chứ không ít kia nữ nào ở dưới quê. Vậy là gần 3 năm nay chưa quen ai hết. Dạ đúng. Cái mối tình mà dài nhất của em là bao lâu? Thì là mối tình đầu tiên của em. Mấy năm? Là cũng một năm, kiểu như là hồi đó là hai chúng em á là luyện thi chung. À. Nhưng mà ở gần nhà trọ, gần sát gần nhau á. À. Rồi trên đường đi về là mỗi ngày mỗi đi về chung á. Ừ. Từ đó nảy sinh tình cảm. Sau này cái mà ra trường á, mỗi đứa hướng là cho nên nó không còn gặp nhau nữa nên từ đó chia tay. Chia tay luôn. Dạ. Với rồi. Tại cái thời đó nó là không sử dụng điện thoại. Lâu rồi đúng không? Dạ, 2007 hay 2008 lúc rồi đó là chưa sử dụng điện thoại. Mấy tháng? Là cũng mới đây, là em làm ở Cần Thơ đó rồi rồi em Covid thì em về ở đây luôn, là từ đó không còn liên lạc nữa. Covid chứ không có liên lạc luôn hả? À, cũng như là mình không đến gặp người ta thường á, người ta kiểu như là ta không gặp người ta xem mặt cách lòng á. Người ta cũng nặng nã, sau đó rồi từ từ người ta cũng dạt chia tay luôn. Em kỹ tính với lại giường cửa nhà cửa này kia, nhưng trong tình yêu có kỹ tính không? Dạ không. Trong tình yêu thì em cũng quan điểm tình yêu là của em là chỉ cần chung thủy, chân thành rồi biết chia sẻ là vậy là được rồi. Được đúng không? Dạ. Nhưng mà sao những mối tình đó có lý, em có biết lý do tại sao mà chia tay luôn 4 mối tình không?
Cô nghĩ mối tình đầu tiên có lẽ là do là mỗi đứa một hướng, chứ mối tình những mối tình sau là có lẽ là tại vì em chưa có kinh tế tài chính nhiều, có lẽ là chưa làm ra nhiều tiền đó. Lúc đó chưa có tiền. Giờ có chưa? Dạ có. Con hổ cam mà con nói chơi chứ. Bây giờ quan trọng là yêu thương nhau thôi. Dạ. Thật ra nếu hai đứa yêu thương nhau, lo cái hổ cam là mệt luôn rồi đó. Dạ. Nhà em sống với ai vậy Nhung? Dạ, em gái của em thì ở làm ở Trà Vinh, còn em với cha mẹ sống chung. À, em với cha mẹ thôi. Dạ. Với em gái thôi. Em gái thì xuống về đi Trà Vinh làm luôn rồi. Chỉ có nửa tháng, một tháng mới về lần. À. Dạ. Rồi vậy là nếu mà lấy vợ thì phải là về làm dâu đó. Dạ. Mày lo cái gì cam phụ em đúng không? Không có cam thì để em lo được mình em được rồi. Em bạn gái chỉ cần nội trợ nấu ăn là được rồi. Dạ. Trời ơi. Bên nhà gái. Để hỏi coi cô thôn nữ Long An này có đi về vườn cam để làm dâu được hay không nè. Vườn cam ở đâu lưng chị? Hả? Vườn cam ở đâu kìa, nhà gái hỏi. Vườn cam Trà Ôn. Ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Một mẫu gần mẫu cam đó. Em thì dạ, em thì từ nhỏ tới lớn chỉ có biết đi học với đi làm văn phòng hà. Thì em cũng không có biết trồng cam, trồng làm nông nữa. Không, không có ra là anh làm hết cho em, chỉ cần nội trợ thôi. Em chỉ nấu cơm rồi lo thu tiền cam thôi. Thu tiền cam thôi. Dạ dạ. Đó, bên đây là thoải mái nha, thu tiền cam ngon lành. Em mấy mối tình rồi anh gái? Dạ em xưa giờ thì không có quen, chính thức quen một người bạn nam nào hết. Mà là cũng có tìm hiểu một hai bạn. Nhưng mà chắc do là em khó quá cho nên là em không có quen. Khó là sao? Nói chị Lan nghe coi. Khó là khó là sao? Ví dụ như con trai mà có cái tính gì mà em không thích nè, em nói chị Lan nghe coi. Dạ như đàn ông hay quen linh tinh. Quen linh tinh. Dạ. Không chung thủy đó ha. Đúng rồi. Và quan điểm xã hội của em là em sẽ không thích. Và một người không lịch sự, không văn minh, không ăn học thì họ sẽ cư xử khác với những người có ăn học, có trí tuệ. Thì em cũng không thấy mình hợp, chứ em không có kỳ thị. Nói chung những cái yếu tố đó là khi em cũng không. Với lại khi một người người ta quen một người phụ nữ, người ta nghĩ là người ta quen thôi, chứ người ta không có nghĩ là người ta sẽ kết hôn. Và em nghĩ rằng thời gian của cuộc đời em thì rất là bé nhỏ, em không có thể nào mà quen anh ta một cách đúng rồi, quen, em không quen là dạ, dạ. Quen là lấy nói luôn chung, dạ ừ. Nói chung là không thích như thế. Rồi thì mấy thằng trai trước là quen chưa quen chưa quen là... anh tìm hiểu mình đi nói chuyện rồi. Mình đi cà phê mình nói chuyện vài lần thì mình cũng hiểu quan điểm anh. Anh mới quen anh hung em la đúng không? Mới quen là giống như mình mới tiếp xúc gặp mặt mà mình hôn thì hình như hơi không lịch sự lắm. Đối với em là như vậy, còn đối với những người khác thì em tôn trọng. Quan điểm của em nó hơi, tại vì em thấy rằng giống như là định nói cái đó là cái kỹ tính của em ấy. Với lại thật sự là em độc thân cũng được, nhưng mà miễn sao cuộc sống mình vui vẻ là được. Còn nếu kết hôn thì phải kết hôn với một người biết quý trọng mình, yêu thương mình và tử tế với mình, và có thể sống với mình hết cả cuộc đời giống như những người xưa. Thì em tôn trọng và quyết định kết hôn. Em như vậy. Em tìm hiểu mấy người kia có người nào nắm tay em chứ không? Dạ nắm tay thì bình thường anh. Có hôn chưa? Dạ hôn thì hôn chị. Khó lắm. Khó, cô này khó đó. Em thấy cái đó là một cái truyền thống văn hóa mà em thấy rất là hợp lý. Tại vì em thấy nhiều bạn quen nhiều thì cũng cuối cùng các bạn ấy vẫn độc thân giống như em thôi. Họ cũng không có hạnh phúc anh. Em thấy vậy. Nhưng mà trong chương trình này nếu mà tìm hiểu nhau mà được đó. Dạ. Bấm nút cái là phải hôn đó. Là phải dạ, có nụ hôn đầu tiên đó. Dạ không. À thì đó anh thông báo về trước luôn cho dạ, em luôn. Không. Em có coi chương trình này chưa? Em coi hơn 10 năm rồi dạ, đó. Dạ em coi chắc lúc chương trình mới ra thì đó thông báo cho em vậy để nhưng cho mà em cũng chia sẻ luôn là không được ạ. Thì không được thì tùy em thôi, nhưng mà nếu bấm nút là phải là bắt buộc phải hung á. Vậy là không bấm luôn à? Vậy là không bấm luôn á. anh nói ngay từ đầu luôn vậy đó. Dạ. Đó. Thật ra một cái nụ hôn vô má thì nó cũng không phải ở anh thấy bây giờ là hai người bạn ôm nhau rồi gặp nhau rồi cũng nói chung là giống như mình chào mà mình ôm chào theo kiểu châu Âu thì em lịch sự. Còn thí dụ như mà hôn hay cái gì đó em cảm thấy ủa đâu có gì đâu mà phải hôn ta. Anh thấy mấy người ta cũng gặp nhau chào các thủ tướng nước ngoài gặp nhau cũng cái, dạ cái đó là văn hóa châu Âu em cảm thấy tôn trọng, nhưng mà hôn mà để mà
cái nụ hôn để có tình cảm là không được ở trên sân khấu này đúng không? Thì này cũng đâu phải hôn mà hôn sâu đậm gì đâu, hôn phớt phớt thôi mà. Đâu phải hôn 5 tiếng đâu. À, hôn phớt phớt thôi mà. Dơ lắm đó chị. Hả? Gì? Hôn vậy dơ lắm. Gì? Hôn sao dơ? Không có thân mà anh. Hôn 5 tiếng thì bớt quá lũng cái má thôi, chứ có gì đâu. Gì đâu dơ hôn mà dơ gì? Đó giờ nghĩ hôn là dơ lắm hả? Em cũng thấy nó cũng hả? Không có vệ sinh. Mất vệ sinh hả? Không có vệ sinh lắm. Không có vệ sinh lắm hả? Trời chết rồi. Không có thân lắm mà anh Quyền Linh, như thế thì cũng không vệ sinh lắm. Ở ngoài đời chị xinh đẹp trên hơn tôi quy. Cảm ơn em. Dạ. Mỗi người một quan điểm thôi. Đó là không, quan điểm không của em. Không phải, em thấy là các cô gái nên kỹ một chút, vậy cũng tốt cho mình nha. Sao? Em thấy vậy chị, em thấy các cô gái nên kỹ một chút cho cũng tốt cho mình. Em thấy những cô gái mà giống như là thanh lịch hay gì đấy, có kiến thức hay trí tuệ, lịch sự, văn minh, văn hóa thì có một lối sống nên sạch đẹp một chút. Sạch đẹp không hùng. Không nên bừa bãi ha, ý em là vậy, anh đừng có bắt bẻ. Không bắt bẻ, anh hỏi cho nó kỹ. Là em cũng biết trả lời nghe. Sao là hàng hồng một tí là linh tinh. Hả? Sao? Không, vụ này hay nè. Không, cũng là một quan điểm. Đúng rồi, đâu ai trách được cái đó là quan điểm thôi. Mấy ông bà xưa là làm gì dám. Thật ra mình nghĩ cô này chắc cái thời xưa lắm rồi đó. Nghĩ là cô này sẽ là người theo hiện đại. Quan, là đúng là rồi, là... anh nhìn em anh tưởng đâu là người em về truyền thống văn hóa đạo đức thì em là truyền thống. Còn giống như về một cái cuộc sống hiện đại, hướng tới một cái điều hiện đại mà cả thế giới đều đi theo thì em cũng là một người như thế. Còn mấy mối quan hệ tình cảm thì em nghĩ là truyền thống là một cái điều hay nhất. Mà em rất tự quan điểm rất rõ ràng, trong tình cảm là truyền thống. Chứ em phải ông em không phải là một cô gái xưa cổ. Không, cũng khó lắm. Vậy chúc mình quan hệ xã hội thôi. Tức là nhìn em anh nghĩ em cũng là một người cũng rất là hiện đại quá, nhưng mà trong suy nghĩ đó mình phải nói nó cũng gọi là đúng là truyền thống, nhưng mà người ta nói bây giờ thanh niên giờ tuổi trẻ giờ nó hơi lạc hậu. Không, em thấy nhưng mà bây giờ người ta đâu có hạnh phúc như thời xưa đâu. Có chứ, em nói hiếm lắm anh ơi. Theo em bi quan quá. Không, em thấy như thế. Bi quan quá là tìm không ra người. Không sao, mất công rồi về không hợp anh ơi. Không hợp là nhức đầu. Em nhiều bạn không? Bạn bè em cũng ít, đa phần là em làm việc. Bạn bè ít. Trong cơ quan nhiều bạn trai không? Không, em không quen người trong cơ quan. Em cảm thấy là khi em làm việc va chạm những con số đúng sai thì em sẽ bực vào đầu người ta một cái là chắc không quen được. Công ty chị có một bạn rất hợp với em. Nếu mà độc thân chị, nhưng mà đã từng kết hôn rồi thì em không quen. Em cũng là một design á chị, nghề lẻ của em á. Em có thể làm drafting. Bạn làm thiết kế và bạn cũng quan điểm giống em vậy đó. Rất là gìn giữ. Mà bạn rất là xăm mình, rất là xỏ mũi. Không, em không thích xăm mình, xỏ mũi. Em cảm thấy giờ thịt con người là xinh đẹp nhất, nên là xăm mình hay xỏ mũi là nó không xinh. Không, thì nó nói chuyện với em. Phải không? Thì để chị quay chị hỏi có xăm mình không nè. Dạ không có. Không có, đẹp á. Nói chung là cô này là không có gì xăm mình hay là đeo cái này kia là không có, không được rồi đó. Nói chung là một cô gái rất truyền thống. Giữ được cái truyền thống của ông bà ngày xưa. Con nói chuyện với em thú vị á. Thật ra là anh nói chuyện với rất nhiều cô gái, nhưng mà em cũng thuộc dạng người ta gọi là quý hiếm á. Không, lạ đó. Nói lạ chung đó. Là thời buổi bây giờ tìm được một cô gái như thế này rất là khó. Cũng khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Là chàng trai này nếu mà cua được là phải giữ nha. Rồi chúng ta quay trở lại với câu chuyện chính đi ạ. Nhưng chúng ta đi hơi quá xa rồi. Bây giờ là quan điểm về một người bạn trai của cô ấy cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ chúng ta hỏi nhà trai. Dạ. Quan điểm của em về người con gái như thế nào? Thì mẫu người mẫu con gái, người lý tưởng của em á là nhất là thứ chiều cao phải cao trên 1m55. Thì tại em cũng cao tới 1m75 rồi. Rồi ngoại hình thì nhìn được là được. Rồi biết nấu ăn, tính tình thì là trung thủy, hiểu chuyện, hiền lành, không đua đòi. Còn em không thích mẫu con gái là ăn chơi, hung dữ, làm biết. Thích gái truyền thống không? Người đó. Thích gái truyền thống là cũng thích. Đó, đúng luôn. Bên đây là trung thủy, keo sơn luôn á. Hung người nào là lấy người đó, là không, không có mà hung người này là lấy người kia. Nên là rất là ok. Không thiệt, bây giờ kiếm... Khó lắm á, thầy ca. Em thấy cũng nhiều mà chị.
Em thấy cũng nhiều mà. Em, dạ. Khi trong tình yêu á, em có khó tính gì không? Thí dụ hai người yêu nhau đó, em có khó gì không? Đó giờ em đâu có quen ai đâu mà em biết anh. Không, bây giờ chị hỏi nè, bây giờ em quen, bây giờ ví dụ như em quen người đó thì đến khi nào em mới cho người ta hôn? Em nghĩ cái thước đo mà một nụ hôn á, không có cái định mức. Cho nên em không... Em cũng chưa biết hả? Dạ. Khó lắm, lâu lắm á. Phải thuyết chắc cưới á. Thực ra ai mà quen cô này á, rất là an toàn luôn, nhưng mà phải kiên nhẫn. Yes. Đúng không em? Thậm chí chở xe chắc không dám ôm luôn á. Dịnh cái xe cứng nhắc luôn á. Có ôm không? Đi xe em có ôm không? Tại vì... nếu mà quen thân chắc ôm chị. Nếu mà chị chở em cũng ôm chị nữa. Không, chị đang nói gì con trai con gái? Không, nếu mà thân thì em cũng ôm à. Tại vì em thấy cũng bình thường nếu mình thân thiết. Cô này mà có thời gian ngồi nói chuyện với cô này rất là thú vị. Anh rất thích nói chuyện với em bởi vì lâu lắm anh mới gặp một người như vậy luôn á. Một người rất là lạ luôn á. Không nghĩ trong cái thời buổi này lại còn người như nếu, em. Nếu em mà có con gái em cũng sẽ dạy con gái em hãy học thật nhiều, hãy làm thật giỏi và kỹ càng sạch sẽ. Con ở giá cũng không sao. Ở giá cũng không sao hả? Yes. Rồi tội nghiệp nó không phải hạnh phúc sao được em. Ủa vậy hả? Nhưng mà nếu mình xinh đẹp, mình có công việc tốt và có một công việc như ổn định hay gì đó thì mình giá rất là ok. Thật ra giờ không lẽ giờ không, con lại rất là thích cái quan điểm của bạn này, tại vì có bạn trai hay không có bạn trai nó không quan trọng, quan trọng là mình tận hưởng cái cuộc sống của mình như thế nào thôi. Em năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Em sinh năm 87. 87 hả? Dạ em gần 40 rồi. Gần 40 rồi mà chưa có một mối tình dắt dai. Tại em đâu thấy ai không, vì hợp thật với ra, em đâu. Em không thấy ai hợp với em. Thật sự là em... Em nhưng mà chị hỏi nè, em có khao khát để có một cái nụ hôn của một... Không một, chị. Không khao khát luôn hả? Em coi, ví dụ như em coi phim thì những cái hình ảnh lãng mạn ở trong em phim á. Em thường không xem, tại em thấy... Hồi nhỏ thì em có coi phim Hàn Quốc, nhưng sau này đi làm với đại học thời gian bận quá thì em không có xem. Em với lại giờ, không có khao khát về cảm xúc mà em, nếu mà nói về giống như những ngày lễ hay Tết á, mà em rủ bạn em đi chơi á, thì bạn học của em á, đều có gia đình hết và không rảnh đi với em. Thì lúc đó em cần một người bạn thân để mà đi với em, đi cà phê hay đi du lịch gì đó, thì em hoàn toàn không có. Nói chung là em cần một người bạn để mà đi chơi thôi, để mà vui vẻ, chia sẻ cuộc sống và thời gian, chứ em không có khao khát về cảm xúc. Không khao khát cảm xúc luôn. Tại có khi nào lãng cảm không ta? Dạ không hề chị. Không có. Tại hả? Vì tức là em vẫn có cái sự khao khát riêng. Dạ. Có bao giờ em tưởng tượng là em có chồng như thế nào không? Dạ không luôn. Trời đất. Ủa là sao anh? Em có người yêu như thế nào không? Tưởng tượng làm mình, nếu mình kết hôn thì em nghĩ rằng là em kết hôn một người mà giống như hồi nãy em chia sẻ, một người lịch sự, văn minh, tốt bụng và chân thành, chứ em không có tưởng tượng mình sẽ tương lai mình sẽ lấy một người như thế nào thế nào. Thì thế điều nào đó là văn minh, tốt bụng, đạo giống đức như anh với chị à? Và không, những người không có, chị quen dữ lắm à, chị hung dữ lắm. Vậy hả? Vậy chị hung tôi quá với trời thì lắm, em không có lắm. Biết là chị cảm thấy đó là niềm vui của chị luôn á. Vậy hả? Em bây giờ chị hỏi nè. Chắc tại em bị ế chị ơi. Không phải ế, không phải. Chị hỏi nè, bây giờ ví dụ như cái này chị hỏi thôi nghe. Ví dụ như bây giờ mà em không có trải qua những cái cảm giác gọi là yêu đương nè, mình hôn nhau nè, rồi mình có những cái nhiều khi nó xa hơn nữa. Thì lỡ khi mà cưới nhau về á, cái này đừng giận nha. Khi mà cưới nhau về á, rồi cái em hôn nhau, cái em cảm thấy là nó không hợp. Em lại thích nắm tay và ôm một cái. Nhưng mà bây giờ còn hôn thì không, nó không thể hiện một cái gì cả. Thật sự luôn á, em không em, chị biết hôn em chị chia tay nhiều người cũng vì hôn chị không có đã đó. Vậy hả? Thiệt. Em là thích hôn má nhẹ nếu mà thân thiết, còn nếu mà hôn mà kiểu gần sát cái gì đó thì em cảm thấy nó hơi bẩn, tại vì nước bọt bẩn chị. Em xin lỗi nhưng mà nó bẩn thiệt đó. Tại sao có con? Không phải chị, cái đó là thiệt. Em có muốn có con không? Thật sự nếu mà chia sẻ thì em nói thiệt là trẻ em rất là dễ thương, đáng yêu và ngây thơ. Khi mà em nói chung là trò chuyện thì em cũng thích nói chuyện với con nít hơn. Nó rất là dễ thương, ngây thơ, cái mức độ ngây thơ của nó. Nhưng mà về sanh em bé thì em không có nghĩ. Rồi chị hiểu em rồi. Tại em thấy nuôi một đứa trẻ rất là cực và cho nó một lối sống hiện đại, văn minh và đầy đủ rất là khó. Rồi, vậy hiểu em rồi. Tức là em là cái người là em muốn có một người để bầu bạn, để tâm sự, để chia sẻ trong cuộc sống của em thôi. Trời ơi, sao khai thác em nhiều quá vậy? Đúng không?
Không có khác không về cảm xúc. Chị phải hỏi cho kỹ. Em không phải BD, em gái. Thì đúng rồi, không phải BD, tại BD người ta cũng thích hung. Hỏi nó coi. Có không? BD cũng thích hung lắm chứ bộ. Tại cảm xúc em dạt dào, còn như chị thì nghiêm túc. Chị là nghiêm túc, nếu mà kết hôn thì phải kết hôn với một người như vậy mà lâu dài, người ta quý trọng yêu thương mình. Chứ những cái đó là cảm xúc, mà có những người mà người ta cảm xúc quá nhiều nhưng mà khi kết hôn sau một thời gian họ cũng ly dị hoặc ly hôn, đó không tốt. Tại vì cuộc đời không ai muốn mình lỡ dở. Ừ đúng rồi. Đúng không? Đó là vậy. Ý quan điểm của bạn nào ra có cho nắm tay không? Điều chia sẻ như vậy, tùy. Tùy hả? Rồi ok. Không tùy tùy tùy. Trời ơi vướng rồi nè. Không, thật ra là em gái. Dạ. Em khó thiệt đó. Không phải đâu anh. Cái đó là khó thiệt. Khó ngay cả khó trong tình yêu luôn á. Đàn ông nếu phải ai yêu thương em, phải yêu thương em dữ lắm và phải kiên nhẫn dữ lắm thì mới cua được em. Cua được là một chuyện nha. Rồi, còn trong ở chung là một chuyện nữa. Sống nó lại là một cái chuyện khác. Đúng rồi. Hả? Không, lạ đó, cô này rất là lạ luôn nha. Không thì giống như truyền thống ngày xưa, các ông các cụ được mai được mối rồi gặp nhau, họ quý trọng nhau mà họ sống tới cả trăm năm, hơn 100 năm. Em lại thích đó, như thế này. Đó có rất là nhiều những ông bà. Em thấy nó tử tế. Họ sống trong cái sự chịu đựng nhau. Bởi vì cái này không phải là chị cổ suý cho cái chuyện là chúng ta cần phải làm cái gì trước nha. Nhưng mà khi kết hôn rồi á thì có rất là nhiều bà phải chịu đựng, bởi vì mình lấy không có đúng người, bởi vì trước đó mình tìm hiểu nó có thể là mình hung không có sướng, mình nắm tay cũng không có đã, kiểu vậy đó. Thì tùy, nói chung là cái này là tùy cái quan điểm của em là như vậy. Sao lên? Thật ra dù biết không, cầu tìm hiểu một người như vậy là an tâm. Thật ra nếu mà cô này mà em cua được á thì coi như rất là an toàn luôn, về nhà có thể chăm sóc nhà cửa, đúng là người của gia đình. Cô này là hả? Đúng đó. Nhưng mà khó lắm á. Để mà hả? Em biết rồi đó, để cái máu vật đó thì em phải chày chọc dữ lắm, luôn phải đổ máu. Dữ vậy. Em gái đi với em? Dạ em đi một mình. Một mình. Rồi. Rồi. Trai đi với ai Nhu? Thì anh em của em bữa nay bận không có xin nghỉ được. Rồi cha mẹ em bữa nay mất đi đám cho nên cũng không đi luôn. Thôi thay đổi là để hai người xa lạ gặp nhau coi là có cảm xúc gì nha. Thôi, mở ra. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Chị quay ghế qua cho nha. Nhu ơi. Dạ. Bó hoa đó em chuẩn bị lâu chưa? Dạ em cũng chuẩn bị cũng bữa nay là hôm qua là đặt hoa rồi. Đặt hoa hôm qua rồi chuẩn bị rất là kỹ luôn. Em nhận bó hoa đó em thấy đẹp không? Dạ cũng xinh, hoa lúc nào cũng xinh anh. Nhưng mà em sorry mà, em cũng mua một bó hoa hồng nhưng em lại để quên ở khách sạn. Em có nhiều lần em được các bạn trai tặng hoa chưa? Cũng có nhưng mà ít anh. Tại vì nhận chắc cũng phải là một cái mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tại vì anh thấy em nhận bó hoa mà nó em muốn nhìn hoa luôn á. Dạ không phải, em cũng thích cây cỏ, thật sự là em thích thiên nhiên. Không nhìn hoa nhìn anh được rồi. Mà em cho anh hỏi dạ. Em ghét nhất là điều gì khi hẹn hò? Dạ anh hỏi là em được không? Anh muốn hỏi là em ghét nhất điều gì khi hẹn hò? Ghét nhất điều gì khi hẹn hò? Dạ. Ví dụ như là trễ giờ hay là giờ di thung hay là anh đến muộn quá chẳng hạn. Dạ thường thường để không nói để anh biết dạ, được thường thường á, khi hẹn hò thì ai cũng chú ý vào giờ giấc rồi, nhưng mà đối với em thì hay chú ý về tính cách. Giống như thô lỗ, khả ố, bất lịch sự thì em đều không thích. Mà mục tiêu lớn nhất sắp tới của em là em dự định sẽ như thế nào? Sống vui vẻ, tích cực và làm việc. Em có dự định gì lớn lao cho sắp tới trong tương lai không? Tại vì em có một mình, độc thân thì lúc nào em cũng chăm chỉ vào công việc của mình hết á. Mà em có thích đi du lịch không? Em lại là người thích yên tĩnh và trồng cây, trồng hoa nên em không có... Nói chung đi du lịch đó, nếu mà đi một team, một nhóm mà đi với gia đình á, để mà gọi là đi để mà một gia đình vui vẻ thì em lại cảm thấy rất là ok. Nhưng mà nếu mà đi mà một mình chỉ là đi phượt thì em cảm thấy là... nếu như mà là đi với anh thì sao? Không thân thì em sẽ không đi. Sao lại không đi? Đi hai người cũng vui mà. Tại vì em không thấy thân nên em cũng thấy không có vui nên em không đi là vậy đó. Mặc dù như em muốn đi thì em thích đi chỗ nào nhất?
nó nào sạch sẽ đẹp đẽ và có những thứ mà để mình tìm hiểu nhất thì em sẽ đi. Mà em có muốn có gì hỏi anh không? Hồi nãy anh giới thiệu mà em không có nghe rõ, không để ý là anh sinh năm bao nhiêu. Anh tên Nguyễn Lê Nhu, Nhu Nhu Mì, Nhu Cầu, Nhu Đảo á. Dạ. Ủa rồi anh sinh năm em làm công việc. Em nói đi. Ý em hỏi là anh sinh năm bao nhiêu à? Anh sinh năm 88. Dạ. Còn em 87. 87 à. Dạ anh còn độc thân không ạ? Anh độc thân. Vì sao anh độc thân lâu quá vậy? Hả? Em thì khó tính nhưng mà vì sao anh lại độc thân lâu thế? Tại hôn nhiều. Không phải chị Lan này đúng. Hoàn cảnh của bạn này là thế, còn hoàn cảnh của em là tại vì em chưa có sự nghiệp chính chắn đó, cho nên là độc thân tới giờ. Thì cũng có bạn gái, cũng có tìm hiểu, cũng có người yêu, nhưng mà kinh tế là chính, không đầy đủ để lo cho cuộc sống của bạn gái đó, cho nên là chưa đến giờ này chưa có vợ. Ủa mà em làm, em nói em làm công việc gì? Em làm kế toán. Kế toán gì? Thứ bảy chủ nhật em có nghỉ không? Em nghỉ chủ nhật thôi anh. Nghỉ chủ nhật. Ví dụ như chủ nhật, ví dụ như anh muốn hẹn hò hay gặp em tại đâu đó thì em có thể rảnh sắp xếp thời gian đi được không? Dạ vẫn được ạ. Ví dụ như em nói em ở Long An hả? Dạ quê em Long An. Long An là cũng qua đây cũng gần phải không? Anh ở Hồ Chí Minh hả? Không, anh ở Vĩnh Long. Vĩnh Long em chưa đến bao giờ. Vĩnh Long là giáp ranh với Tiền Giang, qua Tiền Giang tới Long An đó. Nói chung là xuống cao tốc tới. Lên xe nằm chút xíu tới. Bến lúc có cái cao tốc đi lên luôn á. Dạ. Em có điều gì muốn hỏi anh? Anh đến chương trình là tìm bạn gái hay là tìm một người phụ nữ để kết hôn? Anh tiến tìm bạn đời, tiến kết hôn. Rồi. Ví dụ như anh đi gặp em vấn đề đó, muốn kết hôn á thì em nghĩ thế nào? Em chưa nghĩ. Em chưa nghĩ tới luôn. Dạ. Thôi giờ để anh làm bài thơ tặng em ha, tặng bài thơ với tặng quý diễn giả đây chương trình đây luôn. Anh làm bài thơ. Đến với bạn muốn hẹn hò, lòng vui phấn khởi vừa lo vừa mừng. Hôm nay người đông quá chừng, có gì không phải xin đừng chê bai. Làm lâu gì vậy Nhu? Cũng chừng cận tháng này đó. Tháng hả? Với anh muốn hát cho em một đoạn nhạc nữa, nhưng mà giọng ca nó không được hay nha. Dạ. Nào đứng lên, anh gái đứng lên. Đứng gần chút cho nó. Anh hát sau em minh họa theo vậy nha. Đứng gần. Dạ không, em không biết minh họa đâu anh ơi. Nè nè nè. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi đến hết đoạn đường. Để cho kim đường đập và con tim người đi. Rung quá trời luôn. Thì em ơi hãy tiếp tin. Rung là có cảm xúc rồi đó. Em thấy sao? Em không biết, rung tại chắc anh hồi hộp á anh ơi, chứ không phải rung có cảm xúc. Em thì sao? Em thì sao? Khi em nắm tay ảnh em cảm thấy như thế em nào? Cảm nhận được anh ấy rung thôi chị, ngoài ra em chưa nghĩ gì. Em chưa thấy con tim em nó nói lên điều gì hết hả? Mới gặp mà con tim nói sao nói gì. Khó lắm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Em thấy ảnh sao nè? Thấy anh sao? Cũng là một người trưởng thành. Có bao giờ em nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ chưa? Câu chuyện Chí Phèo rất thê thảm đó anh Linh. Thê thảm là sao? Câu chuyện của Chí Phèo rất thê thảm nên em sẽ không học theo. Ý em là sao? Dạ. Ý em là nói mới câu vừa một câu vừa nói đó. Ý em là cái câu em nói là chiếc câu chuyện Chí Phèo thê thảm lắm em không học theo là sao? Là em chưa nghĩ tới giống như những trẻ. Có đâu mình trai lớn lên có vợ, gái lên có chồng phải lên lên. Đúng rồi. Tự nhiên em cứ mở lòng mình. Để cho anh hỏi cái câu này, có khi nào là trong quá khứ em gặp mối tình nào đó làm cho em đau khổ cho nên là em... Dạ chưa anh. Hay là... Chưa ai hết. Hay là em sợ gặp người chồng vũ phu hung dữ. Vũ phu công an bắt chết đó anh ơi. Sợ hung mà không lấy chồng thôi đó. Sợ hung mà không lấy chồng, không quen thôi đó. Khó quá Linh. Hả? Bởi. Nhưng mà anh nghĩ là em cũng còn một vấn đề gì đó trục trặc, chứ một người bình thường thì sao lại nghĩ là mình không muốn lấy chồng, không muốn có con là... Vấn đề đó anh thấy sao? Sao em chia sẻ mà anh thấy hỏi lão ta? Em không chuẩn bị, chưa chuẩn bị tinh thần hả? Không phải anh là... Cô này là muốn lấy chồng, chứ không phải là không. Nhưng mà là
để lấy được cái người đàn ông đó thì rất là khó. Cái kiểu người nãy như chị Lan nói là em gần hoàn hảo đúng không? Cái kiểu người như anh vậy đó là có xứng đáng làm chồng em không? À, dạ, là tại vì em với anh cũng mới tiếp xúc có chút xíu, em đâu có biết đâu mà. Thì nãy anh vừa bộc bạch tính tình của anh á, sẽ thích của anh người này với nọ tính đó. Tình như ảnh như vậy á, thì có phù hợp thấy với em không? Thấy thế nào? Thế những điều mà anh chia sẻ là những điều cũng là rất là tốt. Nhưng mà để trả lời câu hỏi một câu hỏi rất nghiêm túc như vậy thì chưa trả lời được anh ơi. Tại vì mới có chia sẻ có chút xíu mà đôi khi con người ta sống với nhau cả một đời cũng không có hiểu được hết. Để đi đến một quyết định của em như thế nào thì anh có làm một thơ riêng tặng em. Có nữa, thơ nữa. Lại rồi, giờ đây đọc.